Chính phủ Hàn Quốc thông báo từ ngày 25 tháng 4, cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 sẽ được điều chỉnh từ cấp 1. Mức cao nhất với bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao và lo ngại phát sinh lây nhiễm tập thể cao, cần cách ly ngay tập tức như Ebola và hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông, xuống cấp 2 tương đương với các bệnh như sởi và thủy đậu. Trong giai đoạn chuẩn bị kéo dài một tháng, bệnh nhân COVID-19 vẫn phải cách ly trong vòng 7 ngày. Trưởng ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương, Thủ bộ Y tế và Phúc lợi Bắc Khang ngày 22 tháng 4 nhận định, số ca nhiễm vẫn còn cao nên cần tiếp tục duy trì quy định cách ly. Chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể đưa hệ thống y tế hiện nay trở lại như bình thường. Từ ngày 25 tháng 4, hoạt động ăn uống bên trong rạp chiếu phim, nhà thi đấu trong nhà cũng như phương tiện công cộng như tàu cao tốc KTX hay xe buýt cao tốc sẽ được nối lại. Người dân cũng có thể ăn uống tại khu vực ăn uống bên trong chuỗi siêu thị lớn và trung tâm thương mại. Ngoài ra, chính phủ đã bắt đầu thảo luận, đánh giá tình hình phòng dịch, dự kiến công bố phương án có dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hay không vào cuối tuần này. Cũng từ ngày 25 tháng 4, Hàn Quốc cũng mở cửa trở lại các cơ sở phúc lợi cho người cao tuổi, như phòng sinh hoạt cho người cao tuổi ở khu dân cư, trung tâm phúc lợi cho người cao tuổi sau hơn 2 năm tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19. Chủ tịch một hội người cao tuổi cho biết, các cụ đến các cơ sở này để hát, xem tivi, nói chuyện và tập thể dục, nhưng đã không thể làm các hoạt động này trong hơn 2 năm qua. Người cao tuổi đang rất chờ đợi các cơ sở mở cửa trở lại. Các cụ có thể ngồi ăn cùng nhau nếu giữ khoảng cách an toàn và bàn ăn có lắp vách ngăn. Tuy nhiên, chỉ người đã tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 mới được sử dụng. Hoạt động hát hò và tập thể dục cũng bị hạn chế. Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 25 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 34.370 ca nhiễm COVID-19 mới, xuống ngưỡng 30.000 ca sau 76 ngày.